Dạ, công an xã Cần Thơ kính chào cô chú anh chị các bạn. Mời cô chú chị các bạn mình vô lưu. Con máy vàng hùng lực bự bự to ha. Này chắc không có túi không, máy vàng không vàng. Có túi bạn này cô chú xem nghĩ cái nào hay tiếp cho anh mười kênh ha. Mình lớn khó luôn, to ha, nặng nhỏ gọn gọn. Rồi với liếm máy vàng với cô chú mình chờ đợi nha. Dạ rồi, chào anh Mười. Rồi, em chào anh Linh. Mến chào quý cô bác anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em có về được một số phôi mai vàng. Có mấy cây lớn nhờ, một số thì chung chung nhỏ nhỏ nha anh em. Điện thoại của em là 033 757 3339, cũng là số Zalo của em. Rồi rất mong quý bà con mình xem và ủng hộ em ha. Rồi, em không làm mất thời gian, vô cái số 1 nha. Một cây mai vàng. Quỳnh lớn, mình lại. Cây này quỳnh lớn nha anh em. Trụ đế khá là ok ha. Để làm bao anh em là tứ diện hết nè, không thiếu chỗ nào ha. Mặt này nó có mấy cọng treo treo em xử lý bỏ nha nè. Một cục như đây ha, trong đây nó đi ra ha. Bắp bắp dữ lắm á. Quỳnh lớn đế vậy nó cũng đạt ok hết nè. Đây cạnh cũng vậy luôn. Chắc xác. Cái xuồng nách buông xuồng cốt cành đóng thì tứ diện ha. Dạ lên buông, dạ lên đỏ chứ lên nách cũng trơn à, lên nhẹ nhẹ. Nói chung là báo cây thường thôi ha, nhưng mà cây đừng cái nó già, cây dữ dằn giót hay giót chót cây chút. Rồi em vô thông số ha nè. Chiều cao tới cổ đế vậy đi 78, tới mặt bầu là 95. Này nó thoát thăng lên tới kẻ này được 21 nha nè. Lên tới chi luôn là tới mặt cắt là được 35. Cái này lùng lực luôn nha nè. Chung là em đo hào hào nhiều thông số cho nên tham khảo ha. Rồi vị trí vậy là em đo chuẩn luôn là 66 hoành ha nè. 66 ha. Rồi em đo chạc nở một tí nữa. Cây này nó rất nở nha anh em. Rồi vậy là 74 đi. Đông đặc gì luôn nha. Đây là em đo tham khảo thôi nha. Rồi em đo cái cũ. Đó, đông đặc gì đi. 110 á. Cái cũ trên đó không 110 nha anh em. Nồi đế này mấy mét, chắc có 2,5 mét anh em ơi. Đường kính bầu, đường kính bầu này em cũng làm là 76 nha anh em. Đường kính bầu 76, tay cành thì cũng cắt lực ha. 26 dót cái ngọn 20. Cây này nó có độ hơi nôm nôm xuống một gang tay em nha anh em. Em không có đo nhưng mà để anh em khảo sát ha. Gang tay em dữ lắm cái cũ nha anh em. Hàng này mới về tới luôn ha. Rồi cây mai vàng mã số 1 này em xin phép giao lưu quý bà con giá là 25 triệu. Số 1 nha anh em. Cây số 1 xong mấy quần 25 triệu. Cây này đo chặt nở ra 70 bình thường ha. Rồi tiếp theo là mã số 2. Cây này cù clip gọi nha anh em. Rồi trả giá không xong. Đợi tí làm cho. Cành này đủ điều. Cốt cành nó múa máy luôn anh em. Đấy thì rất là đều ha. Cốt cành đầy đủ. Điều. Chặt điều bút. Xuống đại xuống đây. Xuống đại đó đi. Đế. Mặt kẹo chứ. Cứ ngắt. Đầy đủ chứ. Khánh khánh ngắt. Đấy, dư lắm đế nè, vàng nín rồi ha. Nó tuôn 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 đóng đóng ha. Xe có nó có cái này tí xíu nha nè, ngoài lớp da mỏng nha. Em thử ra là đỏ ao này, thấy không? Thấy không? Nó rõ ràng không? Nó cũng như nó bị cháy, nó táp gì ngoài lớp mỏng như là lớp giấy vậy đó. Đã xử lý hết, bình thường.
Cây này cũng báo em đang nó đang chảy xù rất mạnh ha. Chảy rồi, tay em cộm rồi luôn ha, bạch bạch cho anh em. Đây nè, nguyên một đường luôn. Dưới đây luôn nha nè. Cây này xù rất mạnh nha. Xù vàng luôn á. Và cộm luôn. Tay cành nó cũng lực lực to to. Lắc lắc. Vô thông số luôn nha nè. Chiều cao tới cổ đế là 101. Tới mặt bầu là 120. Cái này có nhiều vị trí đo lắm nha. Vậy là 54 nha anh em. Tuốt trên đây là 51. Em đo một nhiều thông số cho anh em xem, nở dưới đây nữa được 55 đó. Mặt này nó sổ bề bài được 32, thoát thân được 10-15 nha. Còn mặt này nó sổ được cũng 34. Một cành rất lực nha nè. Bành bành không mà nó sổ chảy bự luôn. Còn cái form tàn lỡ ngang ngang này nó được 89 nha. Cây giót ngọn nha nè, lên đây nó lắc nó co ha. Cây nói chung là hàng cũng sưu tập nha anh em. Nay em hạ giá để giá hữu nghị cho anh em chơi mau lẹ luôn ha. Rồi cây mã số 2 này em giao lưu quý bà con giá là 13 triệu. Mau lẹ luôn nha anh em. Mã số 2. 13 triệu. Cây thật sự là đẳng cấp luôn á. Đế rồi xù tai cành đều hết nha. Rồi tiếp theo là mã số 3. Cây lùng lực. Cây này lùng lực nha. Cây này cũng hồi clip rồi luôn. Lô này có em còn cù có 2 cây nha anh em. Còn như hàng mới không à. Cây lùng lực ha. Để bắp tay mà không nha anh em. Để cũng đều. Nhựa nó kéo trắng chân ha. Mặt này thì đế cứng hết trơn luôn, sình đất nó dính đây đang đang anh em. Em bao anh em là nhựa lên mạnh hết nha. Rồi, chiều cao tới cổ đế là được 51, tới mặt bầu là 67. Cây này thoát thân được 13 nha anh em, 13. Cốt cành nó đóng nè, to lực không nha. 21. Đo một cái anh em hình dung ra được rồi. Rồi vị trí này nó 53 nha anh em. Rồi em đo tuốt trên đây luôn, 50 ha. Đường kính bầu là 70, tính 70 đi. Cái ngọn là 28. Rồi cây mã số 3 này em vô lưu quý bà con giá là 8.500.000. 8.500.000 cây số 3. 8.500.000 nha anh em. Cây thật sự là lùng lực luôn nha anh em. Nụ luôn. Để giữ. Vô đó luôn đi. Rồi tiếp theo là mã số 4. Tiếp theo cái số 4. Đèn mới về nha anh em. Đây này có bộ ghế nó đế nó chạy chạy dựng xuống ở gan cả gan em ha. Em bao anh em là cây em bứng là rất già cây nha anh em. Hàng lùng lực ha. Đây gần gần già nó gần rút chân. Bể và cám chân luôn ha. Đế thì em bao với anh em luôn, đông đặc cũng cục chứ đây ha. Rồi em vô thông số nha anh em. Chiều cao tới cái đây đi 40. Tới mặt bầu là 60.
hoành đây là 44 nha anh em. Hoành 44. Bao chuẩn luôn ha, 44. Sổ đứng như được là 19, 18 đi. Đường kính bầu là 50. Cái ngọn này còn 25 nha anh em. Nó thoát lên tới chi 1 này được 25 luôn. Rồi cây mã số 4. Em giao lưu quý bà con giá là 1.800.000. Mã số 4 ha. 1.800.000. 1.800.000. Em bao phí ship nha. Theo là mã số 5. Cây này cũng lùng lực nha anh em. Nó lên đây nó lên 3 tượng nha, nó gà thêm 3 chi nữa ha. Rồi em thì em cắt vậy anh em về thích ý nào cắt thì ý đó ha. Để nói chung tương đối lực lực cũng như anh em. Tuy rằng nó không dữ nhưng đế nó cũng đạt nha. Tạm ổn. Chung nè mấy hàng này em bán giao lưu anh em cây tầm triệu ngoài gì chơi dễ chơi nha anh em. Cái này cũng lâu năm cũng già. Già lắm rồi. Giá cũng dễ chơi. Rồi tới cổ đế 29. Tới mặt bầu đi 47. Hoành là 37 đến 36 đi. 36 nha anh em. Sổ hơi bài bài đứng như được 20 nè. Cái ngọn này được 15. Thoát thân là được 10 nha. Đường kính bầu là 53. Rồi cây mã số 5 này em giao lưu là 1.600.000. 1.600.000 nha anh em. Tiếp theo là mã số 6. Không dám bài. Cây này clip rồi, ông khách ông chốt rồi nè, cuối cùng bị bể nữa. Bài đầy đủ luôn. Mặt này là em bao với anh em ha, đế nè. Em nói thật sự luôn ha, nó xuống thôi nè. Giữ lúc ngay bằng tay em để vô nè. Không thâm thiếu luôn trời. Dạ. Đó, con mặt này nè. Cũng đầy đủ luôn. Dằn nghính luôn nha anh em. Cây này nếu mà đo tổng thì nó rất là lớn hoành nha. Cây này hồi xưa người ta trồng em nghĩ chắc hai cây gì đó rồi nó kết nó dính với nhau nè, nó ôm dính nhau ha. À, đúng rồi, hai cây dính nhau. Cốt cạnh nó cũng to to không nha. Cây này nó lên da me không nha. Rồi em vô thông số như nè. Rồi cành bay này được 60 nè. Từ ngọn tới mặt bầu đã được 61. Rồi vị trí này là 71 nha anh em. 71 vậy đó. Biết đo sao vậy. Cành trí gì 71. Rồi em đo cái cành phóng này. Cành bự của cành phóng đi. 43 hoành đi anh em ơi. Ha. Mặt sau nó đứng sững sổ vậy là được 22 nè. Đường kính bầu nó được 64 nha anh em, chiều dài nha. Đường kính bề ngang này nó được 52. Rồi cây mã số 6 này em vô lưu là 5.500.000. 5.500.000. Cây số 6. 5.500.000 nha anh em, phí ship bao toàn quốc ha. Tiếp theo là mã số 7. Xây lực ra để cái bình bạch. Đây này một cốt nó lên 2 thăng em cắt dược cấp ha. Để em gấp quá thì chưa có sửa kỹ nha nè. Giờ có thể anh em tán xéo xéo rồi giùm em ha. Đế thì tương đối nha nè. Bể lên xù nó bể nè. Một nách chân. Đây nó có cái thẹo nha anh em. Mà chủ nhà làm chạy lỗ rồi nó lành bít rồi nha. Còn có ngón tay đầu ngón tay út em nữa là giáp rồi nha anh em. Em cho thông số nha. Chiều cao là 28. Rồi hoành vị trí này em tính 40 nha. 40 đi. Đường kính bầu là 56. Cái ngọn bên đây là 19.
cái mặt cắt bên đây là 24. Nó thoát thân lên được chán 2 này được 14 nha anh em. Rồi cây mã số 7 em giao lưu là 1.300.000. 1.300.000 nha anh em. 1.300.000 cây số 7. Rồi tiếp theo là mã số 8. Cành phóng bay bay. Cây này nhỏ nhưng mà có cành bay khéo nha anh em. Già cây dữ lắm rồi. Chỉ cần đế thôi, cây nhỏ mà cũng đế rồi. Anh em thấy không? Bắp tay như đó. Bự. À, nó già cây á, nó nuôi bộ đế nha. Nó bể hết trơn, nó già nó bể hết trơn nha. Cái cành bay này tay cành nó cũng múa mấy nha anh em. Nói chung cũng khéo cây, thôi em để luôn. Chim luôn. Rồi em cho thông số nha anh em. Chiều cao đi, tới mặt bầu luôn là 76. Cái cành bay này nó được là 89. 89 cái cành bay nha. Nó thoát thân vậy được 20 nè. Đường kính bầu là nó được 48 à. Rồi hoành là 30 nha anh em. 30. Cây này tiền ship chắc bị bộn à. Cái cành phóng này nè. Nó bay. Rồi cây mã số 8, cái này em giao lưu quý bà con giá là 1.700.000. 1.700.000 nha anh em. Cái này thật sự khí ship là nặng lắm nha, già cây lắm rồi. Rồi tiếp theo là mã số 8, số 9. Cây dáng trực lắc luôn nha anh em. Thằng nó lắc tay cành. Múa múa nha. Lắc đi. Độ già anh em thấy cây độ già ha. Cây là của em làm bao là hàng miền Tây Sóc Trăng mình nha anh em. Đế nó cũng có thưa nhưng mà cộng đồng đấy anh em. Bắp. Cái mặt này anh em tầm nhìn tính như nguyên con thú luôn ha. Thú đang nằm. Giống thịt luôn cái mặt đó đó. Nghe dáng con thú đang nằm. Cái nhỏ mà cốt cành nó lực. Rồi em xin phép vô thông số nha. Chiều cao tới cổ đế là 75. Tới mặt bầu 91. Thoát thân là 19. Hoành vị trí là 31 nha anh em. Thử mấy góc cạnh. 14. Ngọn 13. Đường kính bầu 48. Ở cái mình này giống con thú là được 26 nha anh em. Chiều dài. Rồi cái mã số 9 này em vô lưu là 1.700.000. Chiều 7 nha anh em. 1.700.000 cây số 9. Rồi tiếp theo là mã số 10. Cây này em bao đế cho anh em ha. Cây này là bứng nằm trong trọn lõn trong cái vỏ xe luôn nè. Đó, anh em thấy giống như tứ quý mà nằm trong vỏ xe trong lưu vậy anh em. Nó đặt cứng luôn nha. Quá trời kẹo luôn. Cứng luôn nha anh em. Mặt thân nó dặn lên ha. Đế. Còn nào đây. Cầm tay em ha. Nhỏ có bự có. À, nó khến kính mét, nó kẹo chứ. Đông đặc luôn. Bự, bung xè. Mày vàng mà để nằm lưu á. Giống như mai tứ quý. Cây này thì nằm trong vỏ xe nha anh em. Ra cái nó quậm xuống nè. Em lấy theo cái chiều của nó, của vỏ xe nha. Chứ chỉ cành đẹp á. Chỉ cành đầy đủ luôn, to lực. Quá khứ của đế anh em à. Đông đặc luôn nha. Cứng luôn. Mặt kia là lại nhưng không là ngọt. Rồi em vô thông số luôn. Chiều cao tới cái cổ đế này được 74 nè. Tới mặt bầu là 103.
Hoành đây là 49 nha anh em. 49. Dạ, hoành 49. Rồi em xin phép đo nở tham khảo cho anh em tham khảo ha. Đó. 57. Vậy là 57 nha anh em. Cái cục đặt này đi. 104. Đường kính bầu là nó được 61. 60 cũng được. Cái này đo nào để đặt dễ em cũng đo luôn ha. Rồi em tính mét rưỡi đi anh em ơi. Tổng là để vậy tính mét rưỡi đi. Tại nằm giữa xe nó rất gọn nha. Cái này đúng bài về cho anh em là ép chậu luôn. Rồi cốt cành 25. Chi 2 nó được 21. Ngọn bự ngón tay em ha. Thoát thân được 20 nha anh em. Nó chưa đổ sổ hết đâu. Rồi sổ được 32 nha anh em. Sổ đứng. Bên đây 30. Tính sổ 30 đi. Cái này thật sự là nhìn bộ đế phê nha anh em. Còn chứng là em 349 thôi nha. Cây này em dám chắc luôn, về em đo trên 50. Rồi cây mã số 10. Cây này em giao lưu quý bà con giá là 8.500.000. Cây đẹp. 8.500.000 ha. 8.500.000. Mặt này nguyên của mình ít luôn nha. Đích. Đế thôi đủ phê. Rồi tiếp theo là mã số 11. Cây này nhìn nó gân nè, nó vàng. Cây này em có 13 cây nha anh em. Cây này đế cũng tương đối là ok nha anh em. Em bứng sao về em để vậy luôn ha. Cái nước da nó lên da cóc nó xù nè. Bể hết trơn toàn thân luôn ha. Nhưng mà em bán là em chỉ báo cây thường thôi nha anh em. Bảo đảm cho anh em, bả gông riêu này về trà ra lên xù trơn nha. Mình bán cây thường. Được cái đồ già dữ nha anh em. Để là tứ diện ha. Tốt hay nở. Để tương đối đầy đủ. Cây cũng chuẩn cây nha nè. Bao với anh em là giá mềm, hữu nghị không. Rồi, tới cổ đế 74. Tới mặt bầu là 88. Cây này nó thoát thân được 24 nha nè. Rồi, hoành vị trí này 45. Thì đo nở ra bự lắm. Thử thử thôi. 51, 52 nè. Hoành chứng 45 nha anh em. Nó hơi đứng đứng, sao đứng vậy được 17. Cái ngọn này 21. Vậy anh em rút lại cắt tới lấy tới đây được nha. Hoặc là muốn lấy tới đây cũng được. Em thấy cái cục này nó đang xù á. Uổng. Rồi đường kính bầu là 60. Cây mã số 11 em giao lưu là 2.800.000. 2.800.000 nha anh em. Mình bự già xù nha. Rồi tiếp theo là mã số 12. Đế là dữ dằn. Đây này thì đế thôi. Một đống luôn nha anh em. Đế giống như cái sắt. Cây này anh em về nghiên cứu trồng sao cho cái dáng thành trực lắc là cây này mới khéo nha anh em. Đây. Lên tới đây lắc ha. Đó. Sửa hơi siêu siêu vậy tí là nó đứng cây mà bộ đế nó cũng ngang nhau ha. Nó không có cao thấp nha. Do em bứng cái bầu là sao em để vậy. Để anh em mình trồng, anh em mình tự sửa dùm ha. Còn mấy cái kẻ nứt nứt da này là cây nó đang lớn nha anh em, chứ không phải nó hư đâu nha. Đây, cái kẻ này là nứt da thay da mới nha. Cây là em bao anh em là mạnh khỏe ha. Thịt nó đỏ, nó già, thịt nó đỏ. Đỏ như thịt như tứ quý vậy. Dữ lắm già. Bung phần nách ra là biết già dữ. Cỡ mấy năm lên. Rồi, em vô thông số nha anh em. Chiều cao tới cổ đế là 74.
tới mặt bầu là 93. Thoát thân chỗ này được 14 nè. Hoành em tính 40 thôi nha, 41 nè, tính 40 chẳng nha anh em. Cái sổ đứng vậy thì tính 20 thôi. Cái bóp gió còn 15 ha. Rồi đường kính bầu là 64. Rồi cái mã số 12 cái này em vô lưu là 3.200.000 ha. 3.200.000 phí ship bao toàn quốc. 3.200.000 phí ship 12. Rồi tiếp theo là cây mã số 13. Cái 13 này là cây gián thú nha anh em. Cây này là còn em cũng nói thật sự chia sẻ nha. Em vừa mới cắt cái chát luôn nè. Nó có nguyên bộ tàn nhưng mà nó đóng nó thiếu chi em không ưng nha anh em. Giờ em cắt lại luôn ha. Cắt rút lại. Còn những cái cốt cành là đã ghép sẵn rồi nha anh em. Cây này là giảo Tân Châu ha. Giảo Tân Châu nó có cái đuôi luôn. Cái đuôi này là cũng ghép nha anh em. Ghép tạo cái đuôi chứ không phải thiên nhiên nha. Sao mà nói vậy? Nó lên vú bò một cục nè. Cây mới cắt ra luôn nha anh em. Cắt nuôi lại dẫn cái đọt lên thêm chừng ra ngoài nữa là ok rồi. Cái đọt mà nó lành được cái chi này á thì mấy cốt cành này nó sẽ lực lắm nha anh em. Nhìn nguyên con thú nè, cây này được cách đây khoảng 10 ngày là có khách chốt giá nhưng mà không xong, em không giao lưu được nha anh em. Tại vì mấy hàng này em săn giá cũng hơi cứng á, anh em nào ưng á, thì ủng hộ giùm em. Không ưng thì để em nuôi thành phẩm rồi giao lưu tiếp tục nha anh em. Con thú của này. Đó. Từ chân trước ra chân sau một gan của em ha, hơn gan ha. Nó nằm nó ở nó ngóc nó lên luôn nha anh em, chứ không phải là nó nằm nó không khéo đâu. Nguyên cái bả dai nữa nè. Gà chân gà mình nè đều. Mặt bự cái này to nè. Thú này cũng ok nha anh em. Rồi em đo là chiều cao đi. Tới cái mặt chậu đi là 46. Tới cái lưng lên tới chiều cao đi, tới ngọn đi là nó được 27. Cái mình dài của thú từ cái ức trước tới cái đuôi luôn là nó 43. Hoành vị trí này là 40 nha anh em. 40 hoành. Cái mình đây được 33 nha anh em. Đây rễ là em bao với anh em luôn ha, nó đợt, những cái đầu rễ mà cắt này là nó lành bít hết trơn ha, nó mồi xuống một đống nha. Em bao với anh em là rễ nó tuôn xuống hết trơn rồi. Tại vì đây những cái đầu mặt cắt nè, nó lành bít hết trơn rồi ha, không còn gì nữa. Đây cái thẹo này anh em cũng thấy nè, nó kéo còn có ngón tay út em nè ha, là lành ha. Trên đây thì cũng còn hơi bự bự một tí nha. Hai ngón hơn hai ngón tay em nha nè. Em chừa cái cành hồi lại theo cái giọng đúng giọng luôn ha. Rồi anh em nào thật sự yêu thích thì cây này em giao lưu với bà con giá là 8 triệu nha anh em. Một con thú ha. Giá 8 triệu. Mã số 13. Nhìn ra nét nhìn dễ dàng thì thấy ra thú luôn. Đây, số 13. Rồi cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý bà con mình đã ủng hộ em trong thời gian qua. Ở cái clip này em cũng rất mong là bà con mình ủng hộ em tiếp tục ha. Mến chào, hẹn gặp lại. Chào anh Mười luôn. Chào cô chú anh chị các bạn. Chào trân trọng, kính chào.